Đi theo lên. Hôm nay sự kiện mới nè. Kiện trong 9 ngày luôn. Để xem cái gì nào. Cấp 21 mới chơi được nha. Tặng thì đến chỗ hiệu chiến. Ui, cơ bản gì tập lâm gì đó. Rồi. Rồi là cứ kích trời ơi nè. Độ khó càng càng khó điểm càng nhiều. Rồi nó sẽ có thời gian quy định đạt những cái thành tích nhất định. Tính khác nhau. Mỗi ai sẽ có đạt búp khác nhau. Cái điểm gì nè? Gì? Khí thế. Khí thế càng cao hả? Khi đạt điểm khí thế đầy đủ. Chúc phúc búp gì đó không biết nữa. Nếu gì đánh sẽ giảm dần theo thời gian. Cái bắn tấm bia gì đấy. Đây là tấm bia nè. Dùng cái này để bắn. Nó sẽ tồn tại trong 15x. Cả địch có thể em bật môi đen áo chó lên để quýnh bạn. Ok. Giết nó thì nhiều điểm hơn. Quýnh siêu dẫn. Dẫn là bắn với đen. Rồi. Thì là mấy nay con gì? Có điện không à? Mà tôi lại có đi lực. Tôi sẽ chết đi lực. Solidify. Không gì khó nhỉ? This is order. Clouds high. The birds come into the wind. Animal hypostasis amulet. Retribution. Không quen. Ôi, quái con trâu phết nha. I will have order. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. Animal test. Absorption test. Swirl. Mark two. Stand clear. The wind knows. Clouds high. The birds come. Solidify. This is order. Absorption test. Animal test. Stay clear. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Nào né ra coi. Order guide. Ôi, nè điểm nè tổn liên tục rồi. Animal hypostasis emulation. Cái đợt điên cuồng. The birds come. Absorption test. I will have order. Stabilize. Retribution. Đâu? Đâu vậy mày? Tập kiếm chứ. Fallen leaves. Adorn my wings. This is order. Chơi hai con gom vui phết. Có bên tay nó vui. Không, nếu để bên tay thì chúng con nó tiện. Tại vì bên tay chiêu cũng to lắm. Chơi hai con vui phết. Chơi kiểu này đam hơi yếu, đánh thủ đông thì rất là mạnh. Ow. Clouds high. The birds come. Animal
hypostasis. Order guides you. Phải bấm vô đến khiêu chiến mới được. Rồi để tôi đặt điểm 2000 xin xin sống người thật luôn. Thì sự kiện cho 30 rồi, này cho 60 nha. Được đấy. Dẫn rồi, video này rồi, cảm ơn em theo dõi nha. Guess we can rest a bit. Quên để lại một like subscribe cho video này. Bye bye.